Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyền hình ô tô Bika TV. Thưa quý vị và các bạn, hãng xe Nissan vừa cho ra mắt một cái mẫu xe khá là mới, được đánh giá là đình đám trên thị trường Việt Nam những ngày đầu năm 2019. Đó chính là Nissan Terra. Nhưng ít ai biết rằng có một công nghệ rất mới được trang bị trên hộp số của xe Nissan Terra. Đó chính là hộp số tự động 7 cấp được trang bị trên dòng xe Nissan Terra số tự động. Xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm với tôi. Thưa quý vị và các bạn, thì đây chính là cái hộp số tự động được trang bị trên dòng xe Nissan Terra phiên bản 2019, máy xăng 2 cầu số tự động. Thì trước tiên đến với việc hướng dẫn sử dụng cái hộp số tự động này, hướng dẫn những tính năng mới này, thì tôi cũng muốn điểm qua lại những cái nguyên tắc an toàn khi quý vị và các bạn lái xe và sử dụng cái hộp số tự động để làm sao mà an toàn nhất. Trước khi mà quý vị các bạn lái cái dòng xe hộp số tự động thì quý vị các bạn phải có cái nguyên tắc để làm sao mà lái xe an toàn. Thứ nhất là quý vị các bạn phải quan tâm đến cái tư thế lái của quý vị các bạn có quan sát dễ dàng hay không, khi cái ghế ngồi của quý vị các bạn có tạo cảm giác thoải mái hay không, cái vô lăng lái này có vừa tay hay không, và cái gương chiếu hậu có vừa mắt hay có thể đem lại cái góc nhìn, cái góc quan sát dễ dàng cho quý vị các bạn hay không ạ. Cái việc đầu tiên thì quý vị các bạn chắc chắn phải quan tâm. Đối với phiên bản 2 cầu này thì quý vị các bạn có cái hệ thống ghế lái chỉnh điện 8 hướng giúp cho quý vị các bạn có thể dễ dàng lựa chọn một cái tư thế lái hay cái góc nhìn phù hợp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh nâng hay hạ ghế lên xuống ạ, bằng một thao tác rất đơn giản đấy ạ. Vâng ạ. Cái thứ hai là quý vị các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh ạ, ra vào ghế. Thứ ba là quý vị các bạn có thể để chiều điều chỉnh cái ngả trên ngả ghế này một cách rất là đơn giản dễ dàng. Đấy. Và thứ tư là cái điều chỉnh cái độ phồng lưng ghế này, đặc biệt cho những khách hàng mà phải đi xa thì cái trọng lượng cơ thể nó sẽ dồn xuống sống lưng rất là nhiều, nên quý vị các bạn có thể phải điều chỉnh làm thế nào để cho phù hợp mà không bị mỏi lưng. Cái thứ hai trong cái điều chỉnh cái tư thế lái thì quý vị các bạn quan tâm nhất thì đó là gì? Điều chỉnh cái vô lăng lái này. Vô lăng lái này thì được điều chỉnh chỉnh cơ hai hướng. Quý vị các bạn có thể điều chỉnh lên xuống một cách rất là đơn giản và dễ dàng thông qua một cái nút hay một cái khóa công tác khóa lẫy bằng cơ ở dưới đây. Đấy. Nha quý vị các bạn nhé. Một cái điểm mới nữa đó là cái việc chỉnh gương này. Thì gương chiếu hậu trên cái dòng xe cao cấp, dòng xe 2 cầu thì đã được trang bị cái hệ thống cảnh báo điểm mù rồi. Nhưng quý vị các bạn cũng phải lưu ý, bởi vì chúng ta chỉnh gương nó rất quan trọng. Đây là điều chỉnh cục gương ạ. Đấy, điều chỉnh cục gương. Nó có hệ thống cảnh báo điểm mù nhá. Đấy. Điều chỉnh gương bên trái. Điều chỉnh mặt gương này. Đấy, mặt gương nhá. Ok chưa ạ? Đấy. Khi chúng ta điều chỉnh vô lăng lái rồi, điều chỉnh ghế rồi và điều chỉnh gương làm thế nào để cho dễ quan sát rồi thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái vấn đề là gì ạ? Chân ga và chân phanh. Chúng ta sẽ kiểm tra cái phanh tay có đã còn hay hạ rồi, đúng không ạ? Và chân phanh của chúng ta thì luôn luôn để ở cái trạng thái là đạp chân phanh nhé quý vị các bạn nhé. Lưu ý rất là kỹ càng bởi vì có quá nhiều những cái trường hợp tai nạn rủi ro có thể xảy ra cho các bạn và những người xung quanh. Đối với dòng xe Nissan Terra thì cái hộp số tự động được trang bị cũng khá là vừa mắt và vừa tay. Chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh ạ. Đấy, tầm quần số điều chỉnh. Đấy, ghế này, cái hộp số này cũng được trang bị rất là sang trọng. Điều chỉnh ạ. Và đây đây là vị trí P nhá. Quý vị các bạn nhá. P tức là vị trí đỗ ạ. P là vị trí đỗ. R là vị trí lùi. À, tại sao quý vị các bạn lại sử dụng vị trí P? Bởi vì khi mà chúng ta dừng đỗ lại thì quý vị sẽ dùng vị trí P. Đấy, và kết hợp với phanh tay để xe của mình không bị trôi dốc, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là quý vị các bạn dùng sự vị trí lùi. Thì ở cái vị trí lùi xe này thì quý vị các bạn đối với những dòng xe cao cấp, đặc biệt là xe dòng xe 2 cầu thì đã được trang bị cái tính năng khá là an toàn. Đó là gì ạ? Cái việc đầu tiên thì quý vị các bạn có thể để ý đây chính là việc trang bị camera 360, tức là quý vị các bạn có thể nhìn thấy camera toàn cảnh đó. Quý vị các bạn có thể dễ dàng quan sát nhé, khi ở vị trí lùi để quý vị các bạn nhìn quan sát này. Đây là phía đằng sau, đây phía đằng trước và phía hai bên này,
Đấy, và không có bất kỳ một cái chướng ngại vật nào thì quý vị các bạn có thể ra tín hiệu lùi. Bên cạnh đó thì camera lùi nó cũng hiển thị trực tiếp trên màn hình hiển thị DVD 9 inch nhé quý vị các bạn nhé. Và đây là vị trí gì ạ? Đây là vị trí trung gian N. Vị trí trung gian để chúng ta có thể dừng đèn xanh và đèn đỏ ấy. Dừng đèn xanh, đèn đỏ nha quý vị các bạn nhé. Dừng đèn đỏ. Tại sao phải dùng vị trí trung gian để dừng đèn đỏ? Bởi vì cái vị trí này thì cái bánh xe không bị khóa lại. Và nếu trong trường hợp có bất chắc xảy ra thì quý vị các bạn xe có thể tịnh tiến lên trước và tịnh tiến phía sau. Và vị trí D là vị trí lái thông thường của quý vị các bạn. Nếu ở vị trí D này thì ECU động cơ nó sẽ tự động tính toán làm thế nào để cho có tốc, làm thế nào với cái tốc độ cũng như là cái vòng tua động cơ để ra được cái cấp số phù hợp nhất cho quý vị các bạn. Nếu gạt sang thì quý vị bạn có chuyển sang cái chế độ chỉnh tay là M. Thì ở chế độ này là chế độ có 7 cấp số. Thông thường những cái dòng xe SUV, ví dụ như là dòng xe Fortuner cũng chỉ có 7, có 6 cấp số nhưng mà là thế số thể thao. Thì sang phiên bản mới này đã được trang bị hộp số tự động 7 cấp ạ, 7 cấp số. Ở đây thì nó không thể hiển thị được bởi vì chúng ta phải đi ở ngoài đường thì mới có thể hiển thị được số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta từ chuyến D chuyển sang số M thì nó sẽ tự động hiển thị tốc độ số 4, cấp số 4. Và chúng ta có thể di chuyển cấp số này, có thể tăng giảm số bằng cách là chúng ta ấn cái ấn cái cần số này lên hoặc xuống ạ. Ấn cần số lên là nó tăng số ạ, và ấn xuống là giảm số. Đấy, tương tự như vậy chúng ta sẽ ấn 2-3 lần thì sẽ xuống từ số 4, số 2 xuống số 3, số 2, số 1. Số 1 để làm gì? Số 1 để quý vị các bạn di chuyển trên những cung đường cực kỳ khó khăn như leo dốc và vượt xa lầy. Thưa quý vị và các bạn, như vậy quý vị và các bạn vừa trải nghiệm cái hộp số tự động 7 cấp được trang bị trên dòng xe Nissan Terra. Tất nhiên rồi thì đối với những dòng xe hai cầu ấy, thì cũng rất tiếc là không có cái lẫy chuyển số trên vô lăng. Nhưng cái việc trang bị hộp số tự động 7 cấp này thì cũng được đánh giá là khá là hiện đại trên dòng xe Nissan Terra hai cầu cao cấp này. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu các dòng xe này thì hãy gọi trên đường dây nóng của chúng tôi. Và nếu như quý vị và các bạn cần chúng tôi đánh giá bất kỳ dòng xe nào trên lãnh thổ Việt Nam thì hãy vui lòng comment xuống bên dưới. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.